bán tải Hyundai sẽ thế nào để đấu Forerunner và Toyota Hilux? Hyundai sẽ sớm ra mắt chiếc xe bán tải Santa Cruz đầu tiên của mình, xe sẽ sử dụng khung gầm liền khối thay vì khung rời. Chính vì thế, hãy cùng hình dung mẫu bán tải mới này sẽ ra sao. Hãng xe Hàn Quốc đã chọn nền tảng khung gầm liền khối lấy từ dòng SUV Santa Fe, làm nền tảng để phát triển mẫu xe bán tải Hyundai Santa Cruz mới, sẽ ra mắt trong thời gian tới. Hyundai đã chọn cách phát triển chiếc bán tải đầu tiên của mình, giống như cách mà hãng Honda phát triển lên mẫu Ridgeline, sử dụng khung gầm liền khối đang bán tại thị trường Bắc Mỹ. Để bán được ở nhiều thị trường hơn, có thể trong tương lai gần Hyundai sẽ phát triển thêm một mẫu bán tải, sử dụng khung gầm rời bền bỉ và linh động để cạnh tranh với các đối thủ như Forerunner, Mitsubishi Triton hay Toyota Hilux. Lấy cảm hứng từ mẫu bán tải cỡ trung khung rời đó, nhà thiết kế Gabriel Gonzalez đến từ Philippines đã phát thảo hình ảnh bán tải khung rời của bán tải Hyundai Santa Cruz mới, và anh đặt tên gọi cho nó là Talek, tên của một địa danh ở Philippines. Theo đó, Hyundai Talek trên bảng vẽ được áp dụng phong cách thiết kế năng động, đầy ấn tượng của hãng Hyundai hiện tại, với nhiều chi tiết vay mượn từ các dòng xe Santa Fe và Palisade mới. Phần đầu Hyundai Talek nổi bật với cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn, đèn pha tách rời được kết hợp bởi các đèn LED ban ngày tạo hình chữ Z. Nắp capo và thân xe đầy những đường gân mềm mại, khỏe khoắn và cuối cùng là cụm đèn hậu full LED sắc sảo. Nếu hãng xe ô tô Hyundai có ý định một mẫu bán tải cỡ trung để bán ở một số khu vực ở Đông Nam Á, Trung Đông hay Úc thì khả năng cao nó sẽ sử dụng động cơ dầu thay vì động cơ xăng vốn gắn liền với thị trường Bắc Mỹ. Bạn nghĩ gì nếu dòng bán tải mới Hyundai này sở hữu động cơ dầu 2.2 lít bền bỉ của Hyundai, đi kèm với nhiều trang bị đồ chơi options tốt trong tầm giá của xe Hàn? Hãy để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn.